được từ năm ngoái rồi. Đúng rồi, cái luôn ra mà nó ra cái màu xanh khác thường luôn. Nó trắng rồi. Còn càng gâm thì càng nhiều ra được. Đúng rồi, gâm thì nó sẽ gâm thì là cái cái ba mà cái vàng nó kẹp mình mất, nó khôi ra nó sẽ quyện một cái màu xanh phẩm, nó làm ra một cái màu nước rất là hài hòa. Đây 50 phút ạ. 50 phút. Đây là chè nhà cô luôn à? Không, chè của một cái thành viên người ta làm hữu cơ. Thì tại sao người ta mang đến hỏi ý kiến cô? Tức là họ sao cái này họ mang đến trước. Thế họ hỏi là làm như này được không? Người cô bảo làm như này là không được, hỏng hết chè rồi. Chỉ sao tầm 50 phút trở về thôi. Thế là đây là của ngày hôm trước, còn đây là của ngày hôm qua. Tối hôm qua mới có mẫu này. Đấy. Tức là một cái là không đạt chất lượng và một cái đạt chất lượng đúng không? Tức là cái này vẫn là nguyên liệu như cái kia, nhưng cái này là lợi dụng, lạm dụng quy trình vò. Lạm dụng quá. Tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi. Thế tí mình cảm quan thì mình sẽ thấy cái tiếng rưỡi. Cái này là 50 phút. Nó có cánh trắng à? Nó có nhiều tuyết. Nó có nhiều tuyết hơn này. Không bị nát. À đây vỏ lâu quá là rụng hết tuyết rồi này. Rụng tuyết hết trắng. Đây là vỏ 50 phút là có tuyết. Còn cái này là vỏ 90 phút là không có tuyết này. Đây là vỏ, nếu không phải là vỏ mà cái vỏ lâu quá là chè cũng tốt đâu. Vỏ quá rớt hết tuyết đi là nó mất cái vị ngọt của chè cơ nhỉ. Nó làm mất đi cái mùi sen tươi của chè, bởi vì nó các cái tế bào mặt lá nó bị làm dập tới trên 100% đến 200% rồi, nó tước hết ra rồi. Thì nó không còn giữ lại những cái dung cái dịch ấy nữa, mà những cái dịch nó còn giữ lại ở những cái phần trong tế bào chưa bị làm dập ấy. Thì ở nước thứ hai nó thôi ra, nước thứ ba nó thôi ra thì chè mới được 2 đến 3 nước. Còn nếu mình làm dập 100% thì ngay nước 1 nó đã tỏa ra hết rồi. Nước 2, nước 3 làm gì còn nữa đâu. Và cái tinh dầu để tạo cái mùi thơm cho chè ấy, đồng thời cùng với lại cái quá trình mình vò ấy là nó nát ra. Nó quyện vào những cái bột chè. Đấy, thế rồi là nó bay đi. Nó không còn giữ lại nữa. Thế còn những cái dòng móc câu ấy thì bình thường là hay vò bao nhiêu phút được ạ? Tất cả đều quy trình ấy hết. Móc câu hay chè đinh thì cũng đừng có bao giờ lạm dụng quy trình vò. Vò nhiều quá là nó vò nhiều quá là nó mất chất. Vò nhiều quá nó nát, nó dập hết tất cả từ tế bào cho đến phiến lá là thành ra bột hết rồi. Xong rồi cái cám nó lại lẫn vào cái. Thế thì xong rồi đến lúc mà khi các anh các chị pha chè rót ra là nước rất là đục. Rất là đục, vẩn đục. Thế và màu nước không trong nữa. Đấy, màu nước không trong nữa. Nhưng mà cái dòng móc câu thì sợ vò ít thì cánh lại to. Thế thì mới yêu cầu em làm loại chè nào. Nếu em làm loại chè không phải là tôm nõn thì em hái bình thường một tôm 3-4 lá. Thì em chỉ bán ở cái giá trị chè rẻ thôi. Chị em đừng biến cái chè móc câu bình thường thành chè tôm nõn. Thế thôi. Chứ còn... ví dụ nhá. Ví dụ như là bán chè 200 một cân. Thế mình sao bình thường mình bán 200 một cân thì 5 cân chè tươi mình được 1 cân chè khô nhá. Thế nhưng bây giờ sao nhỏ tí xíu để bán được 220 một cân thì 6 cân rưỡi chè tươi mới được 1 cân chè khô. Phải không? Thế là em thêm được 20.000 nữa nhưng em mất 1 cân rưỡi chè tươi nữa. Đấy, em mất 1 cân rưỡi chè tươi nữa. Thế thì em bán 200 mà em có 5 cân chè tươi, 1 cân chè khô, thậm chí có khi em vẫn bán được 220. Với cái 6 cân rưỡi chè tươi, 1 cân chè khô kia để em bán 220 hoặc là có khi lại không được 220 bằng nhau thì em lựa chọn cái nào. Đó. Vò 1 tiếng với vò 2 tiếng. Thế thì cái nào mất nhiều thời gian hơn? Để tư vấn với khách không nên chọn cái nhỏ quá mà làm ra hao hết chè.